Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng hôm nay cho biết đã tiếp tục đưa vào khai thác một mỏ cát trên sông Hậu thuộc địa bàn xã An Thạnh Nhất, quyền Cù Lao Dung. Đây là mỏ cát thứ 6 tại Sóc Trăng được đưa vào khai thác để phục vụ cao tốc. Mỏ cát này có diện tích hơn 100 hecta tổng trữ lượng cát sang lắp được phép khai thác là trên 4,2 triệu mét khối. Thời gian khai thác mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, các khai thác lên sẽ được chuyển đến công trường thuộc các gói thầu chính và 10 của dự án đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Tính đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã khai thác được 6 mỏ cát sông và các biển để phục vụ thi công cao tốc trục ngang và trục dọc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh và khu vực.